Ủa thì tại vì chị làm sai. Đâu có gì đâu sai, đâu có gì chứng minh em làm sai. 2,2 triệu đối với mình á là nó giống như rác vậy các bạn. Đối với mình là nó giống như rác gì các bạn. Em hiểu không? Mình bỏ ra 10 triệu luôn cũng được nữa. Chứ đừng có nói là mình do nhà phòng có 1 triệu mấy. Làm gì ai đánh không ăn vợ? Thì đó thì em đi nghỉ dưỡng. Nhưng mà chị làm cho em đâu còn nghỉ dưỡng nữa đâu.